Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Việt Live TV hôm nay. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Và mình còn con tự xe cho ta. Rồi, hôm nay mình có một sự kiện mình phải xử lý. Cho nên sẵn mình ghi hình cho các bạn nào trong ngành nail để xem nhà có những cái mà giải đáp cần thiết cho những đám thợ nail nào mà không tuân chỉ và hơi bị láo cá đó. Thật sự mình không phải nuôi được cái nấm đâu các bạn, nhưng mà mình thấy các thợ nail hơi bị chảnh chẹ, hơi bị láo cá, hơi bị cứ nghĩ là mình là thánh là thần không à đó. Nhiều khi các bạn phải hiểu được là cái những người mà chủ người ta mở được cái tiệm nail cho các bạn làm đã có cuộc sống ổn định á, thì người ta phải trải ra rất là nhiều gian chân, rất là nhiều cực khổ để lấy được cái location tốt, lấy được một cái địa điểm tốt để có khách nhiều để cho các bạn lại làm một tuần 1.000 trở lên. Đó, nhiều tiệm làm một tuần 1.000, 1.500, 1.600 đó, mà các bạn bỏ vô túi hết đó, tiền lương các bạn còn làm được hơn mà kỹ sư hơn, giám đốc hơn này nọ hết. Các bạn phải cảm ơn ai cho các bạn cái miếng cơm đó và ai cho các bạn cái cuộc sống đó, tức là người chủ nail mở cái tiệm đó cho các bạn. Chứ bạn cứ nói là ô tôi vô tôi làm nail, tôi cực khổ, tôi ngồi tôi làm nail tôi mới được tiền, mới được cái đồng lương đó. Đúng thì đương nhiên rồi, các bạn phải làm, các bạn mới có. Trong lễ giờ các bạn kêu chủ người ta mở tiệm nail đi cho các bạn, xong rồi á, rồi các bạn làm rồi các bạn nghĩ là như là cái đó là cái công lao của các bạn hết. Nếu người ta không có cái tiệm ngay từ đầu thì lấy đâu các bạn có được cái chỗ vậy, đúng không các bạn? Nhưng đôi khi phải nghĩ tới cái điều đó nữa đó. Thì là mình nói sơ vậy thôi đó. Rồi có những bạn nail không biết, các bạn làm nghề giỏi làm nail đẹp đó, nhưng mà rồi các bạn làm nail đẹp thì các bạn cũng phải nghĩ giờ bằng đẹp cỡ nào nữa, nhưng mà phải gặp chúng một cái địa điểm location tốt, một cái chỗ làm tốt, có khách thì các bạn mới phát trương được cái nghề của các bạn, để mà các bạn có một cái thu nhập ổn định đó. Thì nói tới cùng đi nữa thì các bạn có giỏi có tài như thế nào nữa thì các bạn cũng vẫn là còn nằm trong ăn miếng cơm người ta. Thì người ta nói mà ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây đó, thì các bạn ăn cơm thì bạn phải nhớ là thóc của bạn từ đâu ra đó, lúa của bạn từ đâu có, đúng không? Chứ nhiều khi các bạn cứ nghĩ là ô tôi là không là thợ nail giỏi, tôi là thánh là thần, tôi không cần nghe này ai hết, tôi muốn làm gì tôi làm đó. Khách nail là khách nail của tôi. Các bạn sai lầm, khách nail không phải khách nail của các bạn, khách nail là khách nail của tiệm đó. Mà tiệm đó là tiệm của ai đó, người nào gầy cái tiệm ra cho các bạn để các bạn có khách, để các bạn có đồng thu nhập, để các bạn có những cái cuộc sống mà không gọi là khá là ổn định và khá là cuộc sống và là tương đối là tốt cho các bạn đó. Tại bên các bạn qua bên Canada này, thật sự mình nói các bạn rất là may mắn có được một cái ngành nail để mà các bạn gọi là để mà có thể bộc phát ra cái tài năng của các bạn, đó là có một cuộc sống gọi là cực kỳ ổn định so với người nước Mỹ, gọi là Bắc Mỹ. Đây mình ở Canada thì Canada và Bắc Mỹ nó giống nhau đó. Thì ồ, đó là vấn đề là hôm nay mình sẽ xử lý như thế nào. Chuyện thì cũng đơn giản thôi đó, mình làm kênh channel YouTube đó, rồi cái mình mở cái YouTube của mình ở trên cái TV trong tiệm mình để cho nó chạy giờ đó. Thì đó là Việt Nam gọi là dùng là cây giờ YouTube đó. Thì ai chắc các bạn làm YouTube thì bạn còn hiểu, tại bạn phải cày bao nhiêu giờ đó, phải đủ bao nhiêu cái thời gian đó thì các bạn mới được qualify cho cái kênh của bạn. Thì là cái TV đó thường ngày để cho là mở mẫu nail hoặc là mở nhạc rồi nhẹ nhẹ rồi cho có vậy thôi, không gì quan trọng. Thì từ khi mình làm kênh YouTube thì mình cũng hay mở, nhưng mà có người trong tiệm mình á lại không thích, không ủng hộ mình ăn cơm của mình
mà không ủng hộ mình. Nếu các bạn thấy tôi làm nhưng không sao, tôi ở đây là cái một cái xã hội tự do dân chủ, các bạn có quyền ủng hộ nhưng mà có quyền không ủng hộ. Nhưng mà ở trong tiệm của mình thì gần như là gọi là nhà của mình, nhưng các bạn ở trong nhà của mình đó là khách, các bạn là khách, mình là chủ nhà, mình có quyền mở bất cứ cái gì mình muốn, đúng không? Đó. Nhưng mà tại sao các bạn lại không lại lấy giấu đi cái đồ remote control của mình để cho mình không bật lại cái kênh của mình? Thì cái đó là sai lầm quá, sai lầm lớn rồi các bạn. Các bạn quên một điều là tiệm mình đó tắt camera rồi. Cho nên nói tục xíu, các bạn đái địch địa gì mình cũng đều thấy hết á. Đó, đều ghi hình là hết á. Đó, cho nên thành ra các bạn đừng nghĩ là bạn qua mắt được mình. Đó. Thì á, mình chỉ nói là sơ vậy thôi, nhưng mà nhiều khi mình không có muốn, giống như các bạn cái trước mặt chứ là không, các bạn cứ nghĩ là mình không nhìn ra được các bạn, nhưng mà thật sự các bạn ơi, đừng có dùng cái từ cái kiểu mà giống như là không, thật sự nói là bằng mặt không bằng lòng á các bạn. Giống như là nhiều mình nghĩ chắc tất cả chủ nail, tất cả nhà cuộc sống mà những người mà có tiệm nail thì cũng đều trải qua cái kinh nghiệm này, cũng đều trải qua cái kinh nghiệm mà bằng mặt không bằng lòng, tức là nói tục xíu là trước mặt là dạ, trước mặt là cho cặt sau lưng á đó, hoặc là dắn chủ nhà mà gà mọc đuôi tôm, đại khái là như vậy đó. Thì mình cũng nói thật là mình rất là thật, mình không có văn minh hay là văn hóa hay là ăn học gì gọi là ghê gớm hết á, chỉ đủ để mà không làm YouTube, đủ để nói tiếng Việt. Mình cũng không có học tiếng Việt, thật sự là mình qua đây là rất là nhỏ, mình cũng có thể học luôn, cũng không hề xong học chữ học nghĩ gì của tiếng Anh luôn đó. Nhưng mà giờ là mình gọi là lộn xộn tất cả đi, đại khái đi, nhưng mà mình vẫn đủ sống, vẫn đủ lo cho cái bản thân mình, lo cho cái cuộc sống của mình, nó vẫn có được một cái cuộc sống gọi là hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn gọi là từ mồ hôi nước mắt tạo ra đó. Cho nên đó, mình tạo ra được một cái tiệm, mở một cái kinh doanh business vậy, mình không hề nợ bất cứ một gì cho nhà băng hay mình gì hết, mình cũng là gồng gánh để mà mua một cái tiệm bên này, để mà các bạn nói mà trả tiền mặt mà 200-300 ngàn để có một cái cửa tiệm thì các bạn không cũng đã gọi là gọi là ổn định rồi đó. Còn chuyện thành công thì mình hên xui rồi, mọi người thì trời cho nhiều lấy nhiều, đối với mình thấy với mình đã là thành công, như vậy là đã thành công rồi, chứ mình không dám nói hơn ai. Nhưng mà á, thì mình đã mở một cái tiệm rồi thì nói thật mình đâu sợ ai đâu, có không, đó là trời lọc cho mình. Và mình sống nó rất là đơn giản, mình nghĩ khi mà trời cho bạn cái lọc rồi thì mình nói thiệt, trời đã thương mình, đã cho mình rồi, không chạy đâu hết á. Chỉ cần các bạn sống không đúng chuẩn mực của một cái mà cái tâm của các bạn, thì trời không cho các bạn thì lúc đó trời mới lấy lại thôi đó. Thì thật sự không, mình đã biết rất là nhiều người không đã từng tầm bạc triệu, cả đã từng có gọi là những cái mà làm ăn đã từng này từng nọ không, nhưng mà rồi không, khi trời lấy lại lấy sạch bách rồi, nó đâu để lại gì đâu đó. Thì mình ở coi, về sáng này quên ấn cái đầu nói mình cái tánh mình rất là dòng từ đến giờ não mình á nó rất là có vấn đề, tức là suy nghĩ một cái gì đó là não bộ tự nhiên nó căng lên thì mình phải ấn thiệt cái đầu như vậy đó. Đó, sẵn ấn thiệt gì cho nó kích thích một tóc luôn các bạn. Đó, tóc đẹp lại này nha. Ồ ok rồi đó. Ok, tiếp tục. Thì giờ mình định nói đơn giản không? Mình rất là đơn giản. Không, não mình bây giờ yếu rồi. Không có còn mà như xưa nữa. Đó. Tức là mình muốn sống bình yên, mình muốn sống yên ổn, mình muốn sống một cuộc sống là mọi người đều vui vẻ nhau, từ không bất cứ từ gia đình, nhà cửa tới việc chỗ làm, thì chỗ làm vẫn như nhà của mình đó. Mà nhà mình mà mình thấy mà cái gì mà không ổn á thì mình đơn giản giống như các bạn thuận đó, các bạn giống như là kiểu là giống như sống mà không hòa nhã nhau thì tài lộc đó, sanh tài lộc, khó hòa nhã sanh tài lộc, thì tài lộc đó ai hưởng? Mọi người đều hưởng. Nhưng mà khi mà hòa nhã không có thì là ảnh hưởng tới tài lộc của mọi người, thì bắt buộc mình phải xử lý triệt để đó. Thì cũng như thà làm cái ho trong mắt mình thì mình vui vẻ mỗi ngày với các bạn, nhưng các bạn mà làm cái đinh trong mắt mình thì bắt buộc mình phải nhổ thôi, để không thể nào mình để cái đinh nằm trong mắt mình hoài, đúng không? Thì cũng có nhiều người chủ nail á rất là đắn đo về cái điều này, cái nói ô giờ cô thợ không làm yên không một lương một tuần 1.500 không đó, kiếm yên không rất là đông cho rất là khá cho tiệm đó, tại vì thợ kiếm 1.500 thì cũng chia cho chủ được 1.500 thì á đó. Thì tại mình mà không, nếu mà tuyển dòng giống như mình mà sa thải có thợ đi thì lại mất income đi, nhưng mà không, mình khuyên các bạn chủ nail không nên nghĩ vậy, tại có cũ đi thì mới đến, mà không chừng cái mới đến nó còn tốt hơn đó. Bây giờ mới đến lỡ không tốt thì công ăn mà business mà thương trường như chiến trường,
Thì nếu mà một nhân viên nào vô mà làm việc không có hiệu quả, không có một cái thành quả tốt, thì cái điều đó là cái điều đương nhiên là bạn phải kiếm người replacement, là phải đổi một nhân viên mới. Chuyện đó là bất cứ làm ăn nào cũng phải trải qua đó. Cho nên thành ra các bạn chủ nào không cần sợ điều đó, không, tiệm là tiệm của mình, người vô người ra đó là khách, tại vì tiệm là tiệm của mình và nhà của mình đó. Cho nên các bạn chủ nào không nên sợ những bạn thợ nail một cách đến nỗi mà phải sợ mà nó muốn làm gì làm, nó muốn nói gì nói, hay là nó muốn đông giờ tao vậy á, chủ mà chịu được hết thì đó là những chủ nail khác chấp nhận, nhưng mà mình thì tuyệt đối thì không có đâu. Mình không bao giờ chấp nhận những cái điều vớ vẩn đâu. Đó là mình nói theo giọng Bắc là vớ vẩn đó, no way. Cho nên thì bây giờ là mình cũng có một cái phần mà gọi là info là khá là ổn định cho các bạn xem để các bạn hiểu. Nhưng mà các bạn nào mà dính trong mà cái cuộc introduction ngày hôm nay á, mà hôm nay mà phải sách bịch mà đã về mà, thì mình chia buồn, thật sự là chia buồn vô cùng bạn ấy. Chứ mình không phải là vui sướng gì đâu, nhưng mà các bạn đã đưa mình vô cái thế là mình không xử lý không được đó. Đưa mình vô cái thế gọi là mình rất là không khó xử đó. Thì bây giờ là mình bước vào tiệm đây đó, nên cuộc sống mà đó, thì mình giờ mình đơn giản lắm, mình muốn làm gì mình làm, mình nghĩ sao mình làm vậy, mình không màu mè, mình cũng không có muốn mà gọi là bất cứ cái gì gọi là để mà nó khó khăn cho mọi người, hay là khó khăn cho bất cứ ai, thì mình cũng mong mọi người đừng có tạo cái sự khó khăn cho mình đó. Cho nên thì mình hy vọng cái video clip này thì ra những mà bạn nail mà về ngành kinh doanh nail hay chủ nail mà thấy được thì cũng nên không thận trọng với các thợ nail đó. Đó, cảm thấy đáng thì giữ, đáng thì lên đường đi thôi, mình đâu quan tâm đâu. Và bên xứ này cái gì cũng có những cái mà bảo vệ cho mình, cho nên nó thật sự là mình không có gì phải đáng sợ, không có gì phải đáng ngại hết. Không có hữu ích, có bổ ích, productive thì mình không sẽ phát triển tốt. Còn ai mà không có productive phát triển tốt cho cái business của mình thì mình tìm thì mình sẽ có cách giải đáp hợp lý thôi. Đó, đơn giản như thôi. Đây. Quay sớm để quay sớm để mình tìm hiểu được cái remote control bấm cái YouTube của mình ai cắt rồi. Hồi bữa đứa nào dùng vậy? Cái remote control bấm cái TV YouTube của anh đó. Em bấm hả? Ồ, cho bữa em bấm đúng không? Ai bấm? Em nhớ được đâu hả? Ồ, sao chỉ nhớ còn trẻ em sao mà mau quên vậy ta? Hả? Đây nhỏ nào nó giấu như này, đây mình thấy không, đây em quên á là tụi mình á có cái camera, cái remote control mà giấu dưới cái này, các bạn nghĩ rất là bị mặt với mình. Em giấu control dưới này đúng không, em giấu cái remote control dưới này đúng không, ai kim nữa đó, sai đây kim nữa đó không ạ. Đây, bình thường cái remote control này lúc nào cũng nằm ngay chỗ cái sinh dưới cái tivi, nhưng mà tự nhiên bữa nay nó nằm dưới cái góc dưới học dưới này. Thì anh rất là chuyên môn cùng em làm việc có khi nào em bị cho nghỉ việc chưa? Thì bữa nay anh chúc mừng em, thì bữa nay là ngày em làm xong là em lấy lương luôn nha. Đó, thì là anh nói để cho mọi người biết là như vậy. Ok, cảm ơn các bạn nha. Ai ủng hộ kênh mình ủng hộ, không ủng hộ thì nhớ là đừng có tắt cái YouTube của mình nha. Nếu mà tắt một lần nữa là đứa nào mà đưa đứa đó đi luôn á, không còn biết là ai đâu. Rồi, thế là xong các bạn. Đơn giản. Thấy không? Rồi các bạn cứ quên là tiệm mình là có ghi hình, nên là mọi thứ mà để cái gì đâu mình đừng nhìn, nên mình rất là ghét cực kỳ. Rồi tối mình đi kiếm khắp nơi luôn, kiếm không ra. Mà thường thường cái đồ bấm này của mình á, đây, đồ bấm đây. Đồ bấm để mở tivi và để mà ủng hộ kênh YouTube của mình này. Đó, mình để là ngay cái hộp. Hộp là kế bên cạnh cái sinh rửa tay ngay dưới cái tivi thôi. Đó, nhưng mà giờ có người giấu ở ngay giữa cái tiệm ghế xe bay, giấu dưới cái hộp giấy đó.
đó, xong hỏi tới nó không biết. Các bạn đừng nghĩ là các bạn cái muốn rìu qua mắt thợ cái đó không biết là chẳng biết về vấn đề công tác đó các bạn. Đó, các bạn không biết nha, mình biết, chẳng biết tại sao mình có cái này. Đó, còn khi có cái này á, mình có 5-6 cái ống kính mà ghi hình lại trong tiệm nữa. Đó, cho nên đó, thật sự mình không muốn xử lý mà làm căng như vậy đó. Nhưng mà đối với mình nó đơn giản á, mình không phải là bảo thủ, không phải là mình. Tại vậy là mình ta đây là chủ, là có quyền cái này nọ, không phải. Nhưng mà mình mong các bạn hiểu được là ở đây là một nhà, một gia đình đó. Thì đều, mọi người đều gọi là chia sẻ nhau mà sống, cùng có miếng cơm để mà ăn. Thì các bạn tôn trọng mình thì mình cảm ơn người đó và mình tôn trọng lại các bạn. Chứ đừng có nói chi đây, các bạn đã trong sống ở trong cái nhà của mình, ăn cơm của mình bày lên cho các bạn ăn mỗi ngày đó. Nếu bạn ăn xong các bạn hất nguyên cái mâm cơm xuống, các bạn bỏ nó đi, rồi các bạn còn nói không ra gì, thứ không ra gì, thì các bạn sai lầm rồi, thấy không? Mình đâu phải là khùng điên đâu mà cứ dọn cơm chứ bạn ăn xong rồi quay lên các bạn chửi mình. Cái đâu, cuộc sống nó đâu phải như vậy các bạn, không biết người biết ta đó. Cái gì vậy đó, bánh ít cho qua bánh chì cho lại, không có qua cái lại nâng đỡ nhau sống. Thì mình luôn vô tình mình cái dùng từ các bạn là đó là một cái sự tôn trọng mình gửi đến các bạn, để các bạn hiểu là mình đây không có nói về chủ cả, không có nói về là như là thợ hay là chủ. Thì mình mong các bạn xem mình như là bạn, mình cũng mong mình quý các bạn như là bạn, thì anh em quý nhau. Nhưng mà khi các bạn đổ ra một cái gương mặt mà các bạn không còn quý trọng mình nữa thì rất là khó để mà bước vô trong một nhà đó các bạn. Mà cái nhà này là nhà của mình, không, các bạn tài năng là các bạn giỏi mà, các bạn có thể không đi bất cứ tiệm nào nào khác, bất cứ chỗ nào khác các bạn không sinh sống đều được hết. Nhưng mà đây là nhà của mình đi đâu được hết, thành ra mình phải ở chỗ này. Nhưng mà cái nhà của mình ở chỗ này thì bắt buộc mình phải là cái người happy đó. Mà ai là mình không happy thì điều đó là mình xin lỗi đó, mình không quan tâm là các bạn giỏi tài năng như thế nào. Mình chỉ nói một câu là nếu mà tài năng các bạn có thể phát triển những chỗ khác thì mình mời các bạn đi cứ phát triển những chỗ khác. Còn chỗ của mình đây thì mình luôn 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 mở rộng vòng tay đón nhận những tài năng mới, và những người không có tài năng mà tính tình tốt mình sẵn sàng nâng đỡ, thì mình cũng sẵn sàng chiếu cố những bạn ấy đó. Chứ đừng có nghĩ là các bạn cứ không muốn làm trời làm đất, muốn làm gì làm, các bạn cứ nghĩ là mình cứ đi vô đi ra, mình không thèm nói gì hết, là cứ nghĩ là mình không thấy, mình không biết, hay là mình không dám nói. Các bạn không phải đâu, chẳng qua mình muốn được yên ổn, các bạn muốn được vui vẻ thôi. Tại vì một năm mình ở bên này, mình ra cái thằng neo này thì bao nhiêu tháng, nửa năm là mình đã Việt Nam rồi đó. Không, mình đâu rất là đơn giản đó. Mình sống chỉ muốn mọi người hòa đồng, mọi người vui vẻ, không cùng nhau kiếm sống, cùng nhau có miếng cơm ăn, cùng nhau để mà hòa thuận nâng đỡ nhau trong cuộc sống đó. Nhưng mà các bạn không có cho mình cái choice, không có cho mình cái lựa chọn để mà mình chọn mình yên, thì các bạn muốn lựa chọn mà gọi là một cái lựa chọn mà không gọi là đi bao nhiêu năm. Tôi tiến em lên đường dù trời hôm nay có nắng à, không tiễn bạn lên đường dù trời nắng trời mưa gì bão tố gì, thích tiễn tiễn à. Mà sao Việt Nam có câu nói thiệt, có tiền có quyền à? Mình không có tiền nhiều nhưng mình đủ quyền, mình đủ để mà tiễn bạn lên đường, nó thẳng câu nha, thấy không? Mình tuy rằng là rất là thua kém các bạn, tài năng không bằng các bạn đâu, các bạn là mình nêu cái giỏi, mình làm rất dở, nhưng mà tiếc rằng cái là các bạn đã đi quá xa, quay về đi, hãy quay về đi em, đặt lại từ đầu đi em. Những cơm các bạn ăn đây rất là ngon, nhưng mà các bạn đã làm những cái hành động mà gọi là quá là ấu trĩ vậy thì mình nói thiệt, mình rất là tiếc nuối và rất là thương tiếc cho tình bạn nghiệp chúng ta đã làm với nhau, gọi là không ít thì nhiều cũng là như là 2-3 năm nay, đó. Đó, mà tại sao mà không, đáng lẽ các bạn phải là người ủng hộ kênh YouTube của mình chứ không? Không, đây các bạn đi lấy cái intro giấu đi để không mình cho mình không mở cái kênh YouTube của mình đâu, một sự tự ái rất là lớn đó. Không, các bạn không khen thì mình cũng chẳng khe, cũng chẳng cần lời khen các bạn. Các bạn không subscribe thì mình cũng chẳng khe, tại vì không mở chợ vẫn đông, các bạn tin mình điều đó đó. Nhưng các bạn chơi rồi mới vô nhà của mình lấy luôn đồ của mình cất đi để mà quản lý luôn cái TV của mình thì đó là too much. Các bạn đi xa rồi, hơi bị xa rồi đó. Đó nên mình khuyên các bạn, nếu các bạn có đi qua một cái tiệm nail khác làm, các bạn hãy nhìn lại mình, biết chỗ đứng mình là đứng chỗ nào, ok. Khi bất cứ một cái doanh nghiệp, một cái cơ sở làm ăn nào, bất cứ cái gì ta mở ra là phải có kẻ trên người dưới, phải có người quản lý và người công nhân.
thì trong này là các bạn biết là ai là quản lý và ai là công nhân đó. Nên các bạn đừng có lẫn lộn không, quân thần và gian thần đã đừng có lẫn lộn là thần đó. Dạ các bạn đó phim kiếm hiệp từ xưa không ta ta quân sử thần tử thần bất tử bất chung đó, đem chạm hết. Hồi xưa á con là như là như vậy, nhưng cái xưa đây cũng giống nhau các bạn ơi. Bất cứ doanh nghiệp nào vậy ở bên xứ nước ngoài, thật sự khi mình muốn tuyển bạn ra đường thì không cần báo trước đâu, bên chứ mình báo trước là cũng mừng lắm rồi, nên không cần báo trước đâu. Con đó phát bọc đưa lên, đưa nhờ kêu security lại tại chỗ luôn, rồi là đem cái hộp lại gom hết vô hộp như là tất cả 5 phút là như là tuyển bạn ra đường như vậy chết đó. Nếu các bạn có thể nghĩ là giờ không là mày chơi tao rồi, tao có thể gọi chỗ này gọi chỗ kia để lại kiểm tra này nọ rồi không, đừng những cái ấu chị đó đó đâu các bạn làm gì nữa đi xin mày, mày có chứng cớ, mày có gọi là bằng chứng hay là mày có là tên tuổi nào, nhưng mà khi mà các bạn quấy nhiễu tới cái cơ sở làm ăn của người khác là cái đó là tội quấy nhiễu đó mà. Cái tội là gì, abusing other people's business đó. Rồi dùng từ là lạm dụng cái phải không đo cái rồi phải là giống như các bạn muốn complain một cái cơ sở làm ăn gì đó, các bạn phải có là phải khai tên họ, các bạn phải có chứng từ, phải có cái bằng chứng này nọ rồi các bạn mới hay được. Còn mà các bạn mà không có gì hết, các bạn mà nói miệng bên cái khơi thì các bạn cũng có vô qua luật sư đâu nhé. Cho nên nếu mà các bạn có nghĩ mà đi con đường đó để mà chìm hàng cơ sở làm ăn của mình thì các bạn cũng chuẩn bị tiền để mình đóng luật sư luôn đi, tại vì bên thế này luật sư nó bảo vệ nhau đó. Okay. Đó. Thì các bạn nếu mà đủ khả năng để mà ra chiến đấu luật sư thì mình cũng sẵn sàng bán vài căn đô không, vài cái nhà ra để mình chiến đấu với các bạn không. Các bạn muốn chơi được chiến đấu mình chiến đấu, các bạn muốn chơi được hòa nhã mình hòa nhã, và tốt nhất các bạn cái đền đâu chia tay trong hòa mình rồi kiếm nào cái ghế này mình cứ sẵn sàng vào nước cho các bạn vô tư đó. Thì đã không có duyên ngồi chung một nhà để muốn chung tách chè để mới làm bạn cùng nhau, thì các bạn cứ ra đi âm thầm lặng lẽ không, bịch thơ bản đầy đủ không thiếu phần nào hết đó, có thể cho thêm bonus luôn đó. Thì cứ vậy mà vui vẻ cùng nhau sống đó, rồi ngày mai mình mến chúc các bạn luôn có những cái chỗ làm được tốt hơn, bền bỉ hơn. Và hãy suy nghĩ là những cái cử chỉ hành động của các bạn trước khi các bạn hành động một cái gì đó, hãy nghĩ lại đó là cái hậu quả, cái consequence, ok, đừng có muốn làm gì làm như vậy, như lấy cái remote của mình để đi giấu không, đừng có muốn làm gì làm được, không nên như vậy, ok. Ơi nếu các bạn thấy kênh mình hay thì nhớ theo dõi kênh và subscribe kênh cho mình mới chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống và mọi thứ tốt đẹp hơn. Và hãy dùng cái này dùng xíu, đừng có mà ấu chỉ mà không yêu thích kênh YouTube của mình mà đi giấu những cái linh tinh như vậy. Thì sẽ không mang lại các bạn tốt nhất là đâu. Nếu các bạn suy nghĩ lại mà cảm thấy hết thì hãy nên subscribe kênh mình và theo dõi, và hãy theo mình trong những đoạn đường tới sẽ có những clip hay, những cuộc sống hay để các bạn rất là nhiều thứ để mà còn để mà tiếp thu và học hỏi. Mình không dám nói học hỏi nhưng mà tiếp thu và chia sẻ. Ok, bye bye, tạm chào mọi người. Every single day.